Đây là nhà của tôi, nhưng nó đã bị tấn công bởi một bầy sát sống. Chúng đã phá hoại hầu như mọi thứ của tôi. Kể cả sàn nhà chúng cũng không tha. Cũng may là chúng chưa kịp vào nhà của tôi. Có lẽ vì trời sáng nên chúng gấp rút tìm chỗ tối hơn để ẩn nấp. Chứ không là chúng đã nhai nuốt hết mọi thứ trong nhà của tôi, không chừa bất cứ thứ gì. Thì câu chuyện là như thế này. Trong một đêm tối thanh vắng, tôi đang hạnh phúc trong một căn nhà bé nhỏ của tôi, và tôi đang nằm ngủ trên chiếc giường yêu quý của mình. Thì bỗng nhiên tôi giật mình thức giấc, và không hiểu lý do tại sao tôi lại gần đến cái cửa, và bên ngoài bắt đầu phát ra những âm thanh kỳ quái và những tiếng rên rỉ không có hồi kết. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi, nhưng tôi vẫn quyết định mở cửa ra xem, và giật mình tá hỏa khi thấy sự việc trước mắt. Hóa ra là một lũ sát sống, bọn chúng đang đua nhau phá hoại căn nhà của tôi. Hiện tại tôi không có cách nào để ngăn cản bọn chúng. Tôi quay trở lại giường của mình và mong trời mau sáng. Cuối cùng thì trời cũng đã sáng. Tôi mở cửa ra và chẳng thấy một con sát sống nào cả. Chắc có lẽ chúng đã rời đi hết. Tôi nghĩ là chúng sợ ánh nắng mặt trời, và chắc chắn là chúng đang ở một nơi tối tăm nào đó. Và chúng nó còn để lại cho tôi một cái lỗ to đùng ở trước mặt. Thì câu chuyện là như thế. Để xem chúng đã gây ra những tổn thất gì cho tôi. Đây là con raptor mà tôi đã thuần hóa. Giờ nó chỉ còn là một cái xác. Nhà tôi có 3 con raptor, và giờ chúng đã ra đi cả 3. Chắc đêm qua chúng đã cố gắng hết sức để ngăn chặn lũ sắt sống, nhưng vì bọn sắt sống quá đông nên nó đã không chịu nổi và gục ngã. Trước khi ra đi, chúng cũng để lại cho tôi 3 quả trứng. Tôi sẽ nhặt nó lên. Còn bên này là chuồng gà của tôi. Tôi nuôi gà để làm thực phẩm dự trữ. Và giờ hãy xem lũ sắt sống đã làm gì với cái chuồng gà của tôi. Đây là xác của những con gà mà tôi nuôi để ăn, mà giờ chưa kịp ăn thì chúng đã bị hạ bởi lũ zombie. Và chúng đã bị nhiễm độc và không thể dùng để làm thực phẩm được. Và dường như là chúng tấn công nhà và bầy thú của tôi chỉ để cho vui. Vì tôi thấy chúng không ăn xác của những con thú mà chúng đã hạ. Xác của những con raptor vẫn còn y nguyên, và những con gà vẫn còn ngay đây. Tôi không biết mục đích thực sự của chúng là gì, nhưng tôi chắc rằng là bọn chúng sẽ quay lại vào đêm nay. Và tôi sẽ cần phải chuẩn bị khá là nhiều thứ để phòng thủ cho tối nay. Tôi sẽ dọn xác của những con raptor. Đầu tiên tôi sẽ vá lại bức tường nhà. Tiếp theo là phục hồi lại chuồng gà. Tôi sẽ rào lại xung quanh chuồng. Và cuối cùng là lắp thêm cái cửa nữa là xong. Ok, vậy là tôi lại có thể tiếp tục nuôi gà. Nhưng trước tiên tôi sẽ phải dọn dẹp những cái xác của con Dodo này. Nếu không nó sẽ lây bệnh cho những con gà của tôi sau này ở trên này nữa. Căn nhà và chuồng gà đã xong. Tiếp theo là tôi sẽ làm một cái hàng rào gai bằng sắt. Tôi sẽ đặt nó bao quanh căn nhà của mình. Tôi sẽ chừa lại một đường ở đây để tiện cho công việc ra vào. Và giờ nó không khác gì một cái nhà tù. Mặc dù là nó hơi tốn kém, nhưng nó sẽ tăng cái độ phòng thủ của tôi lên. Và những con zombie sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi mà muốn tấn công nhà của tôi. Tôi sẽ làm một cánh cửa sắt ở đây để có thể tăng thêm sự an toàn cho bản thân. Và tôi quyết định xây thêm một cái đài quan sát, làm cầu thang để leo lên. Và tất nhiên là mọi thứ cũng sẽ đều bằng sắt. Tôi sẽ xây thêm cái này để nếu zombie có đông quá thì tôi sẽ đứng ở trên này và dùng súng bắn xuống. Mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi. Và giờ tôi quyết định sẽ đi ấp trứng raptor và nuôi cho nó lớn lên, để có gì nó sẽ bảo kê cho tôi khỏi những mối nguy hiểm. Đây chính là 3 quả trứng mà tôi đã nhặt được sáng nay. Tôi sẽ dùng bếp lửa để ấp trứng. Vì raptor là một loài khủng long tương đối nhỏ nên việc ấp trứng diễn ra khá nhanh. 3 quả trứng giờ đã nở thành 6 con khủng long con. Đúng thế, các bạn không hề nghe nhầm, nó nở ra 6 con baby. Quả trứng đầu tiên nở ra 1 con, trứng thứ hai sanh ra 2 con, và quả trứng thứ ba nở ra tới tận 3 con. Tôi không biết lý do tại sao nó lại như thế, nhưng điều đó rất tuyệt vời đối với tôi. Nhìn nó dễ thương ghê. Tôi sẽ làm một cái máng ăn cho chúng. Tôi sẽ đặt nó ở đây. Khi nào đói, chúng sẽ tự ăn. Nhớ là phải ăn nhiều vào đó nha. Ok, vậy là tôi chỉ cần chờ cho nó lớn. Tôi nghĩ là chúng sẽ rất có ích cho tôi sau này. Giờ tôi sẽ vào trong nhà để chế thêm một số vũ khí, như súng ống chẳng hạn. Đây rồi. Sau một hồi lay hoay thì tôi đã chế được một số món vũ khí, và tôi đã trang bị nó hết lên người. Một khẩu AK, một khẩu shotgun và một khẩu súng ngắn, với một cây kiếm dưới hông. Sau đó tôi bắt gặp một con T-Rex trong khi đang kiểm tra quanh nhà. Nó đang cầm rú về phía tôi và đang muốn tấn công tôi. Nhưng tôi đã nhanh trí rút khẩu shotgun ra và bắn cho nó vài phát. Thế là nó sụm.
Này thì bảo chúa với tôi à, tôi sẽ dùng nó làm đồ ăn. Tối nay lại có món thịt khủng long nướng. Sau đó tôi lại tìm thấy một đàn gà. Chỗ này nhiều gà thế nhờ, chắc phải đem vài con về nuôi mới được. Thế là tôi quyết định đem chúng về để làm thực phẩm sau này. Vậy là từ nay tôi sẽ không cần phải lo về vấn đề thức ăn nữa. Trời đã tối và chắc chắn rằng là lũ zombie đang kéo tới đây. Tôi sẽ leo lên tháp canh ngay bây giờ. Tôi sẽ đứng ở đây và chờ bọn chúng đến. Hình như đằng kia đang có thứ gì chuyển động, một vật thể màu đỏ. Để tôi soi xem nó là cái gì. Vì nó quá xa nên tôi không biết được. À đây nè, một con sắc sống đã lộ diện. Tôi sẽ quăng đống lửa xuống để lấy thêm ánh sáng và rút súng ra bắn nó. Không trúng. Có vẻ hơi khó đấy. Đằng này có thêm hai con nữa nè. Súng AK này hơi yếu, để tôi đổi qua shotgun xem sao. Wow, shotgun chỉ cần một phát một lại con zombie đó đi luôn. Nạp đạn vô cái. Chỉ 5 viên thôi. Rồi ok, 1 viên. 2 viên. 3 viên. Viên thứ 4. Oh, càng bắn sao nó càng đông vậy. Ôi, một con đã vô được trong nhà. Nó vô bằng đường nào vậy chứ? Tôi đã rào hết xung quanh nhà rồi mà. Khó bắn thế nhờ. Tôi bắn nãy giờ không trúng luôn. À rồi, nó gục rồi. Càng lúc nó càng đông. Tôi sẽ nhảy xuống để dễ bắn hơn. Dù biết là sẽ rất nguy hiểm, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Phải tiếp cận chúng thì mới có thể tiêu diệt được nhiều. Ôi, chúng có thể phát nổ sao? Chúng đã làm nổ tung cái hàng rào của tôi. Hàng rào bằng sắt sao lại có thể dễ dàng bị phá như thế? Không lẽ chúng mạnh đến mức đó nữa sao? Nếu thế thì làm sao tôi có thể đánh bại được chúng? Ôi, chúng đông quá, không biết tôi có thể trụ được bao lâu đây. Chúng đang cố gắng tiến vào nhà của tôi. Sau một hồi chiến đấu với chúng thì tôi đã dần kiệt sức và lũ sắt sống bắt đầu phản công ngược lại. Đông quá đông rồi. Ấy ạ, nó đánh sau lưng tôi. Ấy, nó đang tấn công Raptor. Dừng lại mau. Ôi, nó đã hạ được Raptor. Sao đôi mắt nó chuyển sang màu vàng? Rồi tôi bắn nãy giờ sao mà vẫn không xi nhê vậy? Hình như càng lúc chúng càng mạnh thì phải. Chúng đang quay sang tấn công tôi. Do chúng vừa đông vừa mạnh nên tôi đã bị hạ gục. Sáng hôm sau tôi quay trở lại nhà và thấy cảnh này. Một cái hàng rào bị sập, hai con Raptor lên đường. Giờ Raptor của tôi chỉ còn lại 3 con. Cũng may là chúng chưa đụng vào nhà của tôi. Mọi thứ hầu như còn nguyên. Mấy con zombie màu đỏ thì tôi còn xử được. Còn mấy con zombie mắt vàng thì tôi bắn nó không xi nhê các bạn ơi. Giờ dùng cái khẩu shotgun thì nó nạp đạn rất là lâu. Mặc dù sát thương nó khá là mạnh. Lũ zombie thì quá đông. Xài shotgun thì có mà. Tối qua tôi đã thất bại một cách thảm hại. Và tối nay tôi sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Có thể là tôi sẽ tiếp tục thất bại. Ở đây tôi còn 4 con Raptor đã trưởng thành. Tôi sẽ làm gì với nó bây giờ? Tôi sẽ sơn màu cho nó. Tôi sẽ chọn cái con đầu đàn. Lại đây nào. Việc này không giúp cho Raptor mạnh hơn, nhưng nó đẹp. Phải là màu xanh trước rồi muốn làm gì làm. Nó sẽ cho tôi may mắn vào đêm nay. Ôi, chuyện gì đang xảy ra thế này? Tại sao lũ zombie lại xuất hiện giữa ban ngày thế chứ? Chúng không sợ ánh nắng mặt trời nữa sao? Tôi nghĩ là chúng đã tiến hóa để trở nên mạnh hơn. Tôi sẽ cưỡi Raptor ra ngoài để chiến đấu với chúng. Bọn chúng rất đông và mạnh hơn trước rất nhiều. Nhưng có vẻ là Raptor của tôi mạnh hơn. Raptor chỉ cần cắn một cái là đã có thể hạ được zombie. Trong khi đó tôi bắn muốn gãy súng mà chúng vẫn không xi nhê gì. Tôi sẽ đứng ở trên này và để những con Raptor canh gác ở dưới. Mỗi khi có con zombie nào là chúng sẽ tấn công. Tôi sẽ yểm trợ chúng ở trên này. Lũ zombie vẫn lần lượt kéo đến. Raptor của tôi đang tấn công một con zombie quân đội. Tốc độ tấn công của Raptor quá nhanh. Nhưng con zombie này cũng không phải dạng vừa. 4 con sống lại cắn nó nãy giờ mà vẫn không xi nhê. Zombie này nó mạnh kinh khủng luôn. Dù mạnh là như thế nhưng nó cũng không thể nào chiến thắng được số đông. Và đã gục ngã trước sức mạnh của 4 con Raptor. Ở đây có 2 con nữa nè. Rồi gục ngã. Lại thêm một con zombie quân đội nữa. Và rồi Raptor của tôi vẫn thắng. Có vẻ là lũ zombie không còn là đối thủ của tôi nữa. Chúng ra bao nhiêu thì cũng bị Raptor của tôi cắn hết. Chúng đã không thể tiếp cận được tôi. Sau một hồi đánh đuổi lũ sắt sống thì tôi chẳng còn tìm thấy một con sắt sống nào nữa. Có lẽ Raptor của tôi đã dọn sạch hết lũ sắt sống quanh đây. Hoặc là bọn chúng đã biết được sức mạnh thực sự của Raptor nên đã chủ động rút lui chẳng hạn. Dù là lý do gì đi nữa thì tôi chắc chắn là chúng sẽ không quay lại. Hoặc chúng sẽ quay trở lại khi đã tiến hóa và trở nên mạnh hơn. Còn bây giờ thì chúng không có cách nào để ăn được não của tôi. Đêm nay tôi sẽ có được một giấc ngủ ngon. Hy vọng là sẽ như thế. Và nếu các bạn thích video này thì đừng quên cho tôi xin một like và một lượt đăng ký nhé. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video. Năm mới nhiều sức khỏe nhé. Bye bye.